đấy là lúc ăn. Hay ha, hay ho, tập trung lắng nghe kìa lúc học. Hay ha, hay ho, tay ta nắm kiến thêm mơ ước. Hay ha, hay ho, robot trái cây là chúng tôi. Đầu năm 2013, Chúa Tể Thanh Long dẫn đầu đội quân robot hắc ám đánh vào học viện ninja của robot trái cây nhằm chiếm lấy sen cầu vồng quý giá. Và cuộc chiến vô cùng khốc liệt giữa hai bên đã nổ ra. Chịu chết đi. Trời ạ. Các chiến binh robot trái cây có chống lại được đội quân của Chúa Tể Thanh Long không? Các bạn nhỏ hãy mau mau giúp sức cho đội quân robot trái cây nào. Nhanh nhanh gọi ngay 1900 599977 bấm phím số 4 để cùng làm mức đội quân Thành Long nhé. Tin đặc biệt đây, các bạn tham gia sẽ được nhận phần quà là robot Chúa Tể Bóng Đêm, ngũ quả sư phụ để cùng chiến đấu đấy. Các chiến binh robot trái cây 1900 599977 phím số 4. Chơi cực hay, nhận ngay robot.